Nhiều kết quả nổi bật về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Cổ phần EVN Genco 3, mã chứng khoán BGV đã được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, Tổng công ty đã đảm bảo vận hành sản xuất điện ổn định, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tổng sản lượng điện công ty mẹ là hơn 28,1 tỷ kWh, đạt gần 99% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 46.000 tỷ đồng, chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%. EVN Genco 3 đã đẩy mạnh hợp tác với các đối tác năng lượng tại Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản nhằm thực hiện các dự án, chương trình đầu tư nguồn điện sạch của đơn vị, sẵn sàng triển khai sau khi chính phủ phê duyệt quy hoạch điện 8. Năm 2023, EVN Genco 3 đạt kế hoạch sản lượng điện công ty mẹ là 28,7 tỷ kWh, dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%. Dịp này, Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên. Ông Đinh Quốc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Tại đại hội, 100% đại biểu thống nhất với các dự thảo, báo cáo, kế hoạch, phương hướng Hội đồng Quản trị đề ra, góp phần vào sự phát triển của ngành điện Việt Nam và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.